Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video làm giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận tốc cần dinosaur NFT con này dấu hai nha các bạn. Để tham gia game này các bạn click vào link mô tả dưới video mình mở ra một start setbot. Mình sẽ get được 1 triệu tốc cần dinosaur các bạn. Bấm chọn này được. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn chọn cho con gấp này dấu hai. Chọn tiếp con chiller. Trước khi con này mình đã về rồi chứ các bạn. Các bạn mới đặt lên. Tiếp tục con follow Twitter nữa. Rồi tiếp tục các bạn bắt đặt lên. Các bạn import tweet nữa các bạn. Tweet nó bị gì vậy ta? Phan đồng chế đấy. Follow Twitter nữa. Rồi các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cái tweet nữa các bạn. Bạn tan dài các bạn mình vào và tôi quýt lên nè. Rồi các bạn mới đập lên nè. Các bạn bấm submit tên các bạn. Các bạn bấm Z. Tiếp tục bạn gửi lên đường link và được file tới tớ mình nha các bạn. Như vậy bạn gạch cùng nhập cho một hồ sơ nè. Các bạn bấm 3 gạch cùng nhập cho chia sẻ nè. Các bạn bấm xác chụp liên kết nè. Các bạn mới đập lên nè các bạn. Bạn dán vô đây. Các bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục các bạn vuốt cái tập càng dinosaur này các bạn nhập vào đây. Giờ các bạn copy đi các bạn ơi. Các bạn chạy qua trình duyệt Google, các bạn dán cho nó lót nhanh chút. Các bạn gửi cho bot các bạn gửi nữa. Rồi các bạn lướt xuống các bạn bấm vào video vuốt nữa. Bà login mình đã có tài khoản chưa không biết nữa. Đối với bạn nào mới chưa có tài khoản thì đăng ký một cái tài khoản nha các bạn. Rồi bạn bấm vào tôi không phải là người máy nè. Rồi bấm vuốt nè. Rồi các bạn chụp màn hình lại giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên nè. Rồi bạn gọi là cho bot nè. Tiếp tục mình gửi địa chỉ bên bi sẽ mất trên bếp 20 trên dưới chocolate các bạn nha các bạn. Bạn sao chép bằng mặt đập đây nè. Bạn cho bot nè. Rồi mình gửi nè. Tiếp tục qua tàu viết theo mình bấm don nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn chỉ việc lên dép chia sẻ cho bạn bè người thân được chúng tôi càng các bạn. Vậy video này kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.